Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 48, sau khi thức tỉnh đúng vào lúc tình cảm của học trò đâm bông kết trái, Sực Lão và Mỹ Đỗ Toa đã liền có một cuộc đấu khẩu hết sức thú vị. Cuối cùng, kết thúc cuộc khẩu chiến, Mỹ Đỗ Toa đã liền bỏ đi. Còn Dược Lão, đỡ lấy Tiêu Viêm, ông cũng liền truyền đấu khí vào trong cơ thể học trò của mình. Bởi vậy, chỉ sau một đoạn thời gian ngắn, từ trong hôn mê, Tiêu Viêm cũng dần tỉnh táo trở lại. Chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Dược Lão, Tiêu Viêm rất mừng. Lúc này, đỡ học trò đứng dậy, nhìn thấy Tiêu Viêm có tiến bộ, Dược Lão liền vỗ vai nam nhân kia và khen anh ấy rất tốt. Nhất là khi nghe được Tiêu Viêm nói mình đã thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm, Dược Lão càng mừng hơn. Tuy vậy, sau khi biết tin Tiêu Viêm đã lấy mạng Hàn Phong, Dược Lão bỗng dưng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, ông cũng liền nói lời cảm ơn tới học trò của mình. Thế nhưng, tin tức sau đó Tiêu Viêm tiết lộ lại rất đặc biệt. Anh ấy nói với lão sư, sau khi Hàn Phong bỏ mạng, linh hồn của hắn đã bị người của hồn địa bắt đi. Bởi vậy nghe xong, Dược Lão vô cùng kinh ngạc. Ông biết, nếu như người của hồn địa thu lấy linh hồn, Hàn Phong sẽ không dễ dàng bỏ mạng như thế. Nhưng theo hình ảnh Dược Lão suy nghĩ, ở một nơi khác, Hàn Phong giống như một chú cún. Lúc này, trên cổ hắn là sợi xích đang bị người của hồn địa dắt đi. Tuy vậy, Hàn Phong hắn ta không cam chịu. Trên suốt đoạn đường, hắn ta liên tục quấy rối khiến người của hồn địa tức giận. Ngay lập tức, hắn ta liền quật ngã Hàn Phong xuống mặt đất. Sau đó, chậm rãi tiến lại gần, hắn ta liền dọa cho Hàn Phong một phen hú vía. Cuối cùng, sau một hồi ham dọa, hai tay khẽ động, người cổ hồn điện liền dùng tay nắm lấy cổ của Hàn Phong và bắt đầu hấp thu linh hồn thể. Lúc này, Hàn Phong chỉ biết dãy dụa mà thôi, hắn ta đã không thể làm gì. Sau một hồi bị tên kia hấp thu, linh hồn của Hàn Phong cuối cùng cũng khô kiệt. Bởi vậy, linh hồn của hắn đã mất đi sức phản kháng và bất động tại chỗ. Trở lại với Dược Lão và Tiêu Viêm, sau khi học trò nhắc đến việc Hàn Phong bị người của hồn điện bắt đi, Dược Lão có chút lo lắng. Theo lời ông, trước đây, vào ngày Hàn Phong ra tay lấy mạng mình, hắn ta và người của hồn điện đã có chút liên quan. Cho nên, linh hồn Hàn Phong rơi vào tay hồn điện, rất có thể bọn họ sẽ sử dụng một ít thủ đoạn quỷ dị khiến hắn lần thứ hai sống lại. Nghe lão sư nói vậy, Tiêu Viêm thở dài nói, thật không ngờ hồn điện lại phiền phức như vậy, e rằng Hàn Phong sẽ vẫn có thể sống sót. Không có gì đáng tiếc, người đã lấy mạng hắn một lần, cho dù có sống lại, thực lực tất nhiên sẽ suy giảm, khó có thể hình thành nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu như hồn điện đã biết linh hồn ta ở trong người ngươi, vậy thì chuyện này cũng có chút phiền phức. Lão sư, người yên tâm, cha ta mất tích cùng đám người này cũng có chút quan hệ, nhờ bọn hắn tìm tới cửa, ta sẽ dạy cho chúng một bài học. Nghe vậy, Dược Lão cũng gật đầu. Tuy nhiên, ông cũng không quên nhắc học trò thực lực đám người kia quỷ dị khó lường, bởi vậy phải cẩn thận. Tiếp theo, Dược Lão cũng hỏi Tiêu Viêm về dị hỏa sau khi dung hợp. Bởi vậy, bàn tay khẽ động, một ngọn lửa màu xanh trên tay Tiêu Viêm đã liền xuất hiện. Sau đó, anh ấy liền tách ngọn lửa ấy làm hai, một bên xanh nhạt, một bên nóng cháy. Bởi vậy thấy nó, Dược Lão cũng rất vui. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng nhanh chóng hỏi Dược Lão về dị hỏa của mình. Nếu xét trên dị hỏa bảng, vậy thì có thể đứng ở vị trí bao nhiêu? Đáp lại, Dược Lão sau một hồi trầm ngâm, ông cũng liền nói. Theo như ta cảm nhận, mặc dù dị hỏa của ngươi ta không thể cho vào dị hỏa bảng đánh giá, thế nhưng chí ít sẽ không dưới cốt linh lãnh hỏa. Còn nữa, hẳn là phần cuối công pháp của ngươi đã tiến ra rồi chứ, ngươi vận chuyển công pháp để ta xem qua một chút. Nói dứt lời, Dược Lão cũng liền đặt tay lên người Tiêu Viêm và thăm dò một chút, đến khi bàn tay thu lại, Dược Lão cũng có chút vui mừng. Còn Tiêu Viêm, thấy lão sư như vậy, anh ấy liền hướng Dược Lão hỏi. Lão sư, với thực lực của ta hiện giờ, có thể nghĩ đến việc luyện chế thân thể cho người không? Lưỡng chủng dị hỏa mà nói, có thể miễn cưỡng, nhưng luyện chế thân thể cần một vài thứ rất hiếm. Đầu tiên là sinh cốt dung huyết đan, sau đó là thất giai ma thú tinh túy huyết mạch, cuối cùng là hài cốt của đấu tông cường giả. Nghe thấy lời Dược Lão, Tiêu Viêm ngẩn ra, ở bên cạnh nhìn học trò như thế, Dược Lão cũng cười. Sau đó, ông cũng nhắc học trò không cần vội vàng. Cuối cùng, mạnh mẽ gật đầu, Tiêu Viêm liền mang những chuyện này ghi nhớ trong lòng. Còn Dược Lão kể cho Tiêu Viêm nghe một vài việc, sau đó ông cũng nhắc cho Tiêu Viêm biết một ít thông tin về gia tộc của Huân Nhi. Nghe xong, Tiêu Viêm có chút thoáng buồn. Thấy học trò như vậy, ông cũng liền vỗ vai và động viên Tiêu Viêm không cần lo lắng, chuyện quan trọng hiện tại chính là khôi phục thực lực. Bởi vậy nghe xong, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi, anh ấy cũng liền lấy ra một quyển trục và đưa cho Dược Lão. Theo lời Tiêu Viêm, đây chính là phương thuốc luyện chế phệ sinh đan mà nhị ca Tiêu Lệ đã đưa. Lần này, Tiêu Viêm muốn nhờ Dược Lão xem qua. Bởi vì, anh ấy muốn Dược Lão cứu lấy anh trai mình, và nghe xong chuyện của Tiêu Viêm, Dược Lão cũng gật đầu đồng ý. Cuối cùng, sau khi xong xuôi, Tiêu Viêm cũng liền bắt tay vào quá trình tu luyện. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm rất nhanh đã thành công khôi phục lực lượng. Sau đó, khi thực lực đã hồi phục, dưới sự chỉ điểm của Dược Lão,
Tiêu Viêm cũng liền bắt tay vào tu luyện để ấn quyết. Nương theo đó, thời gian trôi qua, ở trên đỉnh núi, đấu khí cũng không ngừng đi vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Sau đó, khi ngưng tụ tinh thần lên đến đỉnh điểm, thủ ấn xuất hiện, một chưởng đánh ra, Tiêu Viêm liền đẩy thủ ấn bay về phía trước. Nương theo đó, khi thủ ấn đánh vào vách núi, một vụ nổ cũng liền bạo phát. Tuy vậy, xung đột lúc này vẫn chưa được như Tiêu Viêm mong muốn. Ở bên cạnh, Trực Kiến học trò cố gắng nhưng vẫn chưa có được thành quả, Dược Lão cũng động viên an ủi rất nhiệt tình. Còn Tiêu Viêm thu hồi thủ ấn, anh ấy đã liền thi triển Tam Thiên Lôi Động. Ở phía xa, thấy công pháp của học trò tiến triển, Dược Lão rất mừng. Lúc này, theo cảm nhận của Dược Lão, Tiêu Viêm đã không còn là cậu thanh niên dễ xúc động nữa rồi. Thời gian trôi qua, trên đỉnh núi, Tiêu Viêm vẫn miệt mài luyện tập và cùng Dược Lão nói chuyện hết sức vui vẻ. Khi nhắc đến Vân Lam Tông, ánh mắt của Tiêu Viêm chợt thay đổi. Nhìn về phía trước, anh ấy thầm tự nhủ, Vân Lam Tông, chờ xem, ta sẽ quay trở lại. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, trong gian phòng khách, ba tên thủ lĩnh của ba thế lực lớn rất nhanh cũng đã xuất hiện cùng Tiêu Lệ. Sau một hồi trò chuyện, bọn họ liền nhắc với Tiêu Lệ chuyện khi trước đã hứa với Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Lệ liền hiểu ba tên này muốn rút lui. Đang định phản bác lại ba người họ thì bước chân của Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất hiện, sau đó chậm rãi tiến tới. Thế nhưng không chỉ có Tiêu Viêm, Mị Đỗ Toa lúc này cũng ở bên cạnh. Bởi vậy, ba tên kia liền bị dọa cho một phen sợ hãi. Còn Tiêu Viêm nhìn ba người họ, anh ấy liền cất lời nói. Ba vị vẫn còn nghi vấn sao? Nghe vậy, ba tên kia sợ hãi liền tỏ thái độ khác. Cuối cùng, dọa cho đám người kia một trận, Tiêu Viêm cũng liền nói với họ, 2 tháng sau sẽ đi tới Gia Mạn Đế Quốc. Bởi vậy, nghe xong lời Tiêu Viêm, cảm thấy sự tình cấp bách, ba tên kia đã liền cáo từ và trở về sắp xếp sự việc trong tông môn. Còn Tiêu Viêm ở lại gian phòng lớn, anh ấy cũng liền hỏi Tiêu Lệ tình hình hiện tại. Và đáp lại em trai, Tiêu Lệ cũng liền nói mọi chuyện đều tốt. Không những vậy, anh ấy còn thu nạp được 3 huynh đệ họ Diêu. Bởi vậy, ngay lập tức, Tiêu Lệ đã liền giới thiệu họ với Tiêu Viêm. Nghe xong, Tiêu Viêm có chút vui mừng. Trò chuyện cùng 3 người mới một hồi, Tiêu Viêm sau đó liền nói. Nhị ca, bắt đầu triệu tập nhân thủ đi, có thể 2 tháng sau, chúng ta sẽ trở lại Gia Mạn Đế Quốc. Nghe vậy, Tiêu Lệ sung sướng liền đáp. Không thành vấn đề, giao cho ta. Thấy vậy, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó anh ấy cũng liền nói mình có chút chuyện cần trở về học viện. Bởi vậy, sau một hồi nói chuyện, anh ấy đã liền rời đi. Còn Tiêu Lệ nhìn em trai mình như vậy, anh ấy cũng thầm tự nhủ với mình nói. Vân Lam Tông, người báo thù đã trở về, các người hãy chuẩn bị cho tốt. Đến đây thì hết tập 49 phần 5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.